Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490188 ạ, hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 16 tháng 11 năm 2023. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp ạ. Những mặt hàng kg và đủ những cái dòng hàng lan thuần đẹp và đáng sưu tầm nhất để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện nhắn tin qua số điện thoại bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Đặc biệt là một cái lô cắt le A, giá hàng đa hoa đang nụ mà chuẩn hoa luôn mà giá thì chưa bao giờ rẻ đến vậy ạ. Giờ em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng báo giá đến cô chú anh chị ạ. Đầu tiên là dòng lan kim điệp nhựa hay người ta còn gọi là kim điệp thơm nhé. Một cái dòng hàng độ bền khoảng tầm 2 cho đến 3 tháng với những cái bông hoa dày như là những cái bông hoa nhựa và cực kỳ là thơm. Một cái dòng lan em nghĩ rằng là rất là đáng sưu tầm với cái vẻ đẹp và độ bền hoa như vậy đúng không ạ? Với thưởng thức hoa trong vòng trên 2 tháng. Với những cái giả hành căng mướt và cực đẹp luôn, cái hàng này thì nở sẽ khá là sát với thời điểm Tết. Em cũng không nhớ rõ là nó lúc nào nở lúc nào. Hàng này thì em bán với giá là 180.000 cho 1 kg. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg rồi cô chú anh chị ạ, tức là hơn 50.000 thôi để cô chú anh chị mình có một cái giỏ lan thưởng thức hoa Tết hoa xuân trong thời gian rất là dài và thơm nức mũi luôn ạ. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan quế lan hương hay người ta còn gọi là quế trắng tháng 8 và được coi như là cái dòng lan đệ nhất hương đây cô chú anh chị. Cái dòng lan coi là đệ nhất hương đây ạ. Xanh mướt như thế này, như cái cây lan mà cô chú anh chị thế cong như vậy cô chú anh chị về ghép vào giò như là những cái cây như là cái hướng thác đổ ấy ạ. Khi mà nó nở hoa thì cây sẽ rủ ra phía đằng sau thì nhìn sẽ rất là đẹp luôn. Thì một cái kg của dòng lan quế lan hương này em xin phép được bán với giá là 300.000 1 kg của chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên đây thì em đang có cái dòng lan kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng ạ. Hàng thực sự rất là đẹp luôn cô chú anh chị này, cắt tỉa kỹ nhá, xanh mướt luôn ạ. Hàng nói chung là cây không quá dài và cây không quá ngắn. Thời điểm hiện tại thì cây đã bắt đầu là tích dưỡng chất và sưng những cái mắt nụ rất là lớn như thế này, chuẩn bị cho mình những cái mùa hoa xuân tuyệt vời cô chú anh chị ạ. Đấy thì dòng lan kiều tím miền Trung này thì thực sự là cái giá khi mà nó vào đi vào đây cô chú anh chị nhìn này, có những cái mắt nụ này sưng rất là lớn như vậy luôn. Càng đi vào cái thời điểm gọi là sát cái mùa hoa thì giá thì lại càng bắt đầu đội giá lên cô chú anh chị ạ. Có thời điểm nó có thể lên đến tận cả 400.000. Khi mà cây chuẩn bị nhú nụ ấy ạ, giá có thể lên đến tận 400.000 cô chú anh chị nhé. Và cái thời điểm bây giờ cô chú anh chị mua thì cực hợp lý luôn, bởi vì cây chưa nhú nụ nên là cô chú anh chị mua về sẽ được thưởng thức một mùa hoa trọn vẹn mà không có sợ bị ảnh hưởng do vận chuyển, đóng gói. Và lại giá lại rất là hợp lý cô chú anh chị ạ, với giá chỉ 320.000 trong 1 kg thôi. Cái dòng lan kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng, cắt tỉa kỹ luôn cô chú anh chị này. Thời điểm sau này mà khi mà nó nở hoa thì có khi lên đến tận 400.000 mà không có hàng bán luôn ạ. Còn sang bên này đây thì cô chú anh chị mình cũng có thể chọn theo hình cho em cô chú anh chị nhé. Nếu mà cô chú anh chị cảm thấy là mua hàng cân thì không đủ tin tưởng, cô chú anh chị có thể mua hàng theo hình ở đây. Thì ở đây em đang có những cái hình này, hình này em gọi là cái hình số 1 ạ. Nguyên 3 dề. Cô chú anh chị nhìn này, một lô rất là đẹp như thế này. Về cô chú anh chị tưởng tượng trồng được một cái chậu quá tuyệt vời đúng không ạ? Giá đây chỉ có giá 220.000 thôi cô chú anh chị nhé. Ba dề rất là đẹp, đều tăm tắp luôn. Tiếp theo sẽ là hình số 2, là một cái phần kiều mà có hai dề thôi và thân rất là dài luôn. Cái chỗ này cô chú anh chị mà ghép vào chậu thì chắc là không dưới 300-400.000 đâu ạ. Giá đây xin phép bán chỉ có 240.000 cho lô này thôi. Đó, thân dài rất là đẹp luôn. Sang hình tiếp theo chỗ này là hai dề xanh mướt luôn ạ. Hàng quá đẹp cô chú anh chị ạ. Quá là thích hợp để sưu tầm luôn cái kiều tím thời điểm bây giờ. 180.000 cô chú anh chị nhé, cho cả một lô như thế này. Giò này thì em khẳng định rằng cô chú anh chị về ghép vào không dưới 300.000 đâu. Một cái chậu mà nhiều thân như thế này khi mà người ta bán hàng thuần không dưới 300.000 cô chú anh chị nhé. Mà cái kiều này thì nó rất là dễ thuần dễ chăm, xanh đẹp như thế này, về tự ghép là một chậu quá tuyệt vời luôn. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 4 này. Cả cái lô này ạ, cũng là nguyên hai dề, đẹp mộng mơ với giá 230.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 5. 170.000 thôi cho một cái lô này, nó có nhiều dề nhỏ nhé cô chú anh chị nhé.
khoảng tầm 4 hay 5 dề nhỏ gì đó. Và sang hình số 6 đấy ạ, nguyên một dề ạ, nó như là cái hàng thuần luôn, rất là đẹp. Dề này em bán 200.000. Đó, một cái dề với cô chú anh chị chỉ việc đặt vào một chậu thôi là được một cái giò lan đẹp như là hàng thuần luôn. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 7 này. Hình số 7. Hình số 7 này xin phép em được bán 180.000 ạ. Quá đẹp đúng không ạ? Nói chung là hơn 100.000 thôi. Cô chú anh chị có một cái giò lan kiểu quá tuyệt vời luôn rồi. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 9 này. Hình này là hình số 8 chứ, cũng là nguyên một dề ạ. Một cái thế rất là đẹp như vậy ạ. Và cái dề này xin phép bán 180.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 9 này. Cả một cái lô này có 2 dề, 3 dề, cô chú anh chị ạ, 3 dề. Với giá là 170.000 nhá, chú anh chị nhá. 170.000 cho cái lô này. Đó, cô chú anh chị thấy là tất cả những cái hình kiều em bán ở đây thì đều được nhặt cái hàng cân bên kia nhá, cô chú anh chị nhá. Hàng cân thì nó cũng sẽ đẹp như thế này, với giá 320, cô chú anh chị mình có thể chọn theo hình cũng được. Bên này đây sẽ là cái dòng lan tắc tiên. Đúng chuẩn như cái tên gọi của nó, cô chú anh chị này, thân thuôn dài như những suối tóc và thân rất là mềm mại luôn. Cái dòng tóc tiên này của vùng Cao Bằng quê em ấy, thì mỗi một cái giả hành, mỗi một cái nhánh như này cô chú anh chị mua thì ghép rất là lợi. Một nhánh thuôn dài như thế này có thể cho mình một cái chùm hoa rất là đẹp, hoặc là hai chùm hoa rồi, cánh hoa trắng và cái lưỡi đỏ nhá cô chú anh chị nhá. Rất là tiếc ở thời điểm bây giờ cây nó đã tàn hoa rồi chứ không thì cô chú anh chị mà lên giò nở hoa nhìn đẹp lung linh luôn. Giá ở đây đang bán là 130.000 trong 1 kg. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg của chú anh chị ạ. Với những cái thân cắt tỉa và thuôn dài, cái bộ rễ của nó không nhiều như vậy thì cô chú anh chị thấy là 0,3 là có một cái giò lan tắc tiên của vùng Cao Bằng đẹp để sưu tầm rồi. Và sang bên này đây thì em có một cái lô hoàng nhạn rừng suy nhất thôi. Một lô hoàng nhạn rừng rừng suy nhất, duy nhất chỗ này chắc phải tầm hơn hơn chục cây cô chú anh chị ạ. Cái mùa này cô chú anh chị ghép nhạn thì không phải lăn tăn luôn đây này. Ở trên rừng thôi cũng đã thấy là những cây nó bắn rễ non tơ mới như thế này rồi. Nên là cô chú anh chị ghép mùa nhạn mùa này thì yên tâm luôn nhé. Và cây nhỏ thì cô chú anh chị cũng đừng băn khoăn, bởi vì mình về trồng thì nó sẽ mọc lên những cái lá mới ạ. Quan trọng là cây sống nó sẽ mọc lên những cái lá mới nhé. Cả một cái lô như thế này xin phép em bán tổng thể luôn 40.000 thôi cô chú anh chị ạ, 40.000 thôi để cô chú anh chị về lấy về làm giống này. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là lô lan Cattleya. Dòng lan mà người ta coi mệnh danh như là nữ hoàng của các dòng lan, hoa thì phải nói là siêu thơm vô cùng cô chú anh chị ạ. Và hôm nay thì em đang có những cái mặt bông phải nói là đẹp tuyệt vời, đáng sưu tầm ạ. Cái mặt bông đầu tiên này, mặt cam lưỡi đỏ nhá cô chú anh chị nhá, cam lưỡi đỏ và bông hoa tầm trung. Đấy, chậu thì rất là sum suê như thế này, hàng có thể là đang nụ đang hoa, một cái chậu rất là to như thế này, có thể cho mình hoa quanh năm luôn cô chú anh chị ạ. Đây ạ, rất là đẹp luôn. Không có điểm nào để mà chê được nhá cô chú anh chị nhá. Đồng giá ở đây các cái mặt bông cát này đồng giá em chỉ bán có 100.000 cho một chậu thôi ạ. Em đảm bảo bao giá rẻ nhất cả thị trường cho cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy nơi nào mặt bông cát chuẩn hoa đang nở và đang nụ như thế này mà giá chỉ có 100.000 thôi ạ. Đó, riêng cắt lá thôi người ta cũng đã bán đến 100.000 rồi đúng không ạ? Còn cái hàng của em hiện tại nó đang có nụ như thế này. Đấy, có những cái bông hoa, đây là cái bông hoa chung nhá cô chú anh chị nhá. Đây, tầm trung, bông hoa trung này, sắc hoa cam này, còn bên này là sắc hoa vàng lưỡi đỏ này. Đây là bông hoa đại nhá, rất là thơm ạ. Và bên này đây sẽ là cái dòng bông đại hoa tím. Hoa tím lưỡi vàng này. Đây là cũng là bông hoa đại này. Và mặt bông bên này sẽ là mặt bông cũng là hoa cánh phớt tím hồng ạ, rất là xinh. À, cánh hoa bầu tròn đẹp lắm cô chú anh chị. Rất là thơm nữa. À, những cái chậu rất là đẹp, rất là sum suê. Rất là đẹp, hàng này đang mèo nụ này, có những chậu thì đang hoa và có những chậu đang mèo nụ. Hàng thì bên em bao chuẩn mặt bông nhé. Còn đây là cánh hoa của nó là màu xanh nón chuối, nó xanh lá chuối và cái lưỡi tím họng vàng. Bên này sẽ là một cái dòng cát hoa tím. Và cây này thì không phải bông đại mà bông tầm trung, cái độ to của nó khoảng tầm 5 cm. Đấy, chậu thì cũng rất là sum suê, đồng giá xin phép em bán là 100.000 cho một giò của chú anh chị ạ. Đấy, rất là nhiều những cái chậu đang mèo, cô chú anh chị về có thể thưởng thức hoa luôn. Mà hàng bên em thì bao chuẩn mặt bông cây giống luôn. Cô chú anh chị mình muốn lấy cái mặt bông nào cứ báo em. Dám khẳng định cô chú anh chị rằng giá hàng nụ, với giá hàng nụ hàng hoa như thế này 100.000 thôi là bao giá rẻ nhất cả thị trường cô cho cô chú anh chị. Không nơi đâu có cô chú anh chị nhá. Không nơi đâu có luôn ạ.
Và bên này đây là những cái cây lan hài mốc hồng thực sự rất là xinh đẹp. Và bây giờ hiện tại cô chú anh chị có thể thấy là một số cây đang mèo rồi. Một cái dòng lan mà nó nở hoa với thời điểm Tết đấy cô chú anh chị. Đây này đang mèo rồi. Tuy nhiên thì em không có bán chọn hàng mèo đâu cô chú anh chị ạ. Em sẽ bán xô nhé cô chú anh chị nhé. Bán xô với giá là 100.000 cho 1 kg. Một cái dòng hàng mà Tết đến xuân về, cái thời điểm như bây giờ là bên Trung Quốc đã bắt đầu là tuồn sang Việt Nam mình rất là nhiều những cây hài mốc hồng rồi. Hoa cực kỳ là xinh đẹp, cây bé nhỏ nhưng bông hoa to như cái chén mắt trâu và cực bền hoa. À, quyến rũ đẹp rất là tuyệt vời luôn như thế này. Đây là những bông hoa hài mốc hồng cô chú anh chị nhé. À, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Ngắm đã mắt luôn. Thì 1 kg ở đây em đang bán là 150.000. À, em sẽ bán ngay từ 0,3 kg rồi. Đây với 0,3 cô chú anh chị có thể sở hữu cả một lô như thế này cô chú anh chị này. Tức rơi khoảng tầm về ghép mỏi tay luôn, có ghép chán thì thôi. 50 trở đến cả 100.000 một 100.000 luôn, 100 cây luôn cô chú anh chị ạ, với 0,3 ấy. Đó. Bên mình thì cây hài mốc hồng này rất là dồi dào về cây giống, tuy nhiên thì mình lại chưa thể nào mà trồng đạt được như là bên Trung Quốc người ta trồng nó đẹp như thế này cô chú anh chị ạ. Với số tiền thì rất là rẻ thôi, cô chú anh chị có thể có ngay một cái lô hài mốc hồng của cô chú anh chị về trồng chăm nhé. Sang bên đây là những cây tiên ông ạ. Những cây tiên ông, và những cây tiên ông này người ta quan niệm đó là một cái cây lan phong thủy nhé. Rất phong thủy, nó có thể mang đến cái tài lộc cũng như là cái sự may mắn cho gia đình. Người ta quan niệm là như vậy cô chú anh chị ạ. Và những cái cây tiên ông này này, ngoài cái tác dụng ý nghĩa phong thủy rất là tuyệt vời của nó thì cây tiên ông này mang đến cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời. Khi cô chú anh chị có thể trồng bằng cái chậu đất như thế này, hoặc cô chú anh chị mình cũng có thể trồng bằng cách thủy canh. Em thấy là trồng thủy canh thì nó vô cùng là đẹp luôn ạ. Bởi vì là nó sẽ là sự kết hợp hài hòa nhất. Vừa nhìn thấy cả bộ rễ trắng nuột của nó và nhìn thấy cả những bông hoa rất là xinh đẹp này. Nó đủ màu sắc luôn như vậy và hoa thì rất là thơm nhé cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị về trồng khoảng tầm 1 tháng, 1-2 tháng là cây này nó sẽ cho hoa. Hoa thì lại rất là thơm và bền. Và một cái củ tiên ông như thế này, củ tiên ông khỏe và đẹp như vậy, xin phép em được bán với giá chỉ có 30.000 cho một củ này thôi cô chú anh chị ạ. 30.000 thôi nhé cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị trồng bằng phương pháp thủy canh thì em thấy là rất là xinh. Để trên bàn, bằng phòng làm việc, phòng khách hay là phòng ngủ đều rất là tiện lợi. Và bên này đây sẽ là những cái chậu lan hạc đỉnh đỏ này. Dòng hạc đỉnh đỏ thì không phải lúc nào cũng có đâu cô chú anh chị nhé. Không phải lúc nào cũng có đâu ạ. Cả chục năm trời em bán lan thì đây là cái lô hạc đỉnh thứ hai mà em có được về. Một cái dòng lan mà có độ bền hoa khoảng tầm 2 tháng và hoa rất là thơm và đẹp. Bông hoa to và rất là đẹp luôn nhé cô chú anh chị. Cái dòng hạc đỉnh đỏ này phải nói là mặt hoa xuất sắc. Đấy, mỗi một chậu hạc đỉnh đỏ thời điểm bây giờ là đều đang có nụ để cô chú anh chị về có thể thưởng thức hoa ngay. 1 cho đến 2 nụ để cô chú anh chị về thưởng thức hoa ngay nhé. Rất là đẹp luôn. Cái cần hoa, những cái bông hoa này vươn cao, vươn cao khỏi tán lá và rất nhiều bông trên một cái cần hoa như vậy. Và một cái chậu lan hạc đỉnh đỏ này xin phép được bán với giá chỉ có 140.000 cho một giò thôi. Cô chú anh chị nào mà gặp cái phiên bán hàng hôm nay thì em nghĩ rằng là rất là đáng sưu tầm. Một cây lan đáng sưu tầm, không phải lúc nào cũng có. Cô chú anh chị đi mua những nơi khác không cẩn thận có thể giá có thể lên đến vài trăm nghìn. Bởi vì cái dòng này nó không phải là nhiều cô chú anh chị ạ. Và bên này đây em đang có một cái chậu lan sống đời, một cái chậu hoa sống đời duy nhất này. Đó, rất là đẹp luôn. Hoa cái chậu này thì cây để sẵn trong chậu nhựa như vậy. Cô chú anh chị về có thể để trong phòng khách bàn làm việc. Duy nhất một chậu thôi, 40.000 cô chú anh chị nhé. Cây này thì là cây thuần sẵn rồi ạ. Về cô chú anh chị có thể khi mà nó cây phát triển hơn thì cô chú anh chị có thể về để sang một cái chậu mới lớn hơn và cho hoa quanh năm với những cái bông hoa độ bền tầm 2 tháng cô chú anh chị ạ, hơn 1 tháng nhé. 40.000. Và bên này sẽ là những cái chậu lan hoàng thảo kèn, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Căng mướt luôn cô chú anh chị này, hàng đã thuần sẵn trong chậu như vậy rồi. Chậu từ trên 4 thân trở lên nhé cô chú anh chị nhé, rơi từ 4 thân trở lên. Hoa kèn thì cô chú anh chị biết rồi ạ, hoa cực kỳ là sai bông đúng không ạ? Sai bông, cô chú anh chị nhìn thấy là hàng bây giờ thắt ngọn rồi. Thậm chí em thấy là cái mắt nụ của nó đã bắt đầu là sưng lên rồi ạ. Đấy, một cậu chậu hoàng thảo kèn như vậy với giá chỉ có 90.000 thôi. Về cô chú anh chị bóc cái túi nhựa này ra này, để sang một cái chậu mới là cô chú anh chị có một cái giò lan kèn thuần rất là đẹp với giá chỉ có 90.000 được để thưởng thức hoa Tết hoa xuân rồi nhá. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu địa lan quân tử ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Cái size quân tử này thì cô chú anh chị, với cái size quân tử này thì cô chú anh chị đừng có ý định là đi tìm những cái cây quân tử lớn hơn nữa cô chú anh chị nhé. Bởi vì sẽ không có cây quân tử nào nó lớn hơn cái cây như thế này đâu ạ. Cái tầm này là tầm đại nhất rồi và đẹp nhất rồi. Vừa vặn để cô chú anh chị về có thể trồng trong phòng khách, cái bàn làm việc, vừa tạo không gian xanh, thanh lọc không khí tuyệt vời. Đó là cây lan quân tử.
mang cái ý nghĩa phong thủy rất là tuyệt vời nữa. Một cái chậu quân tử như vậy em xin phép được bán với giá chỉ có 70.000 cho một giò thôi. Cô chú anh chị có thể lên Google search để tìm hiểu về tác dụng tuyệt vời của cái quân tử này, có thể thanh lọc không khí rất là tốt, loại bỏ những chất khí độc hại và loại bỏ ngay cả những tia sóng từ điện thoại hay tivi. Những cái giò thanh đạm Indo cực kỳ là VIP và đẹp như thế này. Một cái chậu thanh đạm Indo như thế này ạ, mỗi một giả hành của nó có thể cho từ 1 cho đến 2 chùm hoa nhé cô chú anh chị nhé. Nên là sau này với một cái chậu lan to và đẹp như thế này thì sau này cô chú anh chị sẽ có một cái thác hoa mà khi mà nó nở hoa thì thơm khắp xóm chứ không phải thơm khắp vườn đâu ạ. Một chậu thanh đạm Indo như này, với nhiều cô chú anh chị có lẽ là việc sở hữu một cái chậu thanh đạm Indo trong vườn là một cái coi như được coi như là một chân ái đúng không ạ, và một năm mà không được thưởng thức hoa có lẽ là sẽ cảm thấy là thực sự là một cái điều thiếu sót trong một cái năm đấy đúng không ạ. Cái mùi hương của dòng thanh đạm Indo này nó rất là thơm, bền hoa. Và một cái giò thanh đạm Indo này em xin phép được bán 250.000 cho một chậu nhé cô chú anh chị nhé. 250.000 cho một cái giò lan thanh đạm Indo mà rất là nhiều thân. Hàng thì nhiều nên em sẽ chọn cho cô chú anh chị những cái chậu mà nhiều thân và đẹp nhất để gửi tới cho cô chú anh chị nhé. Và bên này đây sẽ là những cái chậu kiều vuông, à kiều trắng đột biến ạ. Cô chú anh chị ngắm hoa để có để cảm nhận xem là có muốn sưu tầm không ạ. Một cái giò lan mà trắng không tì vết, đẹp và thơm như thế này. Cây rất là đẹp nhé cô chú anh chị nhé, nhiều thân và rất là đẹp luôn. Đó là những cái chậu kiều trắng ạ. Và một cái chậu kiều trắng đột biến này xin phép em bán là 180.000 cho một giò. Chắc chắn sẽ làm cô chú anh chị vô cùng hài lòng và mê với cả cái mặt bông của nó. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan kiều tím thái. Cho cô chú anh chị nào mà đang cần tìm đến những cái giò lan kiều mà tím đẹp ngắm đã mắt luôn đây cô chú anh chị. Những dòng kiều tím thái khi mà nó nở hoa với sắc tím của nó không làm cô chú anh chị mình thất vọng ạ. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng lan kiều tím này cô chú anh chị nhá. Đó, rất là đẹp luôn, sai hoa và sắc hoa tím đậm đà. Cô chú anh chị thấy là cái thân kiều tím này nó vuông chứ không phải là nó tròn như những thân kiều tím khác nhé cô chú anh chị nhé. Đây này, cái mặt bông này, chậu nào cũng như chậu nào và nó tím đậm đẹp đậm đà như thế này. Đó, chắc chắn là cái mặt bông của nó không làm cô chú anh chị mình thất vọng một chút xíu nào luôn. Đây là toàn bộ những cái mặt bông của dòng kiều tím thái sẽ chuẩn như thế này. Nên là anh chị hay là cô chú anh chị nào mà đang cần tìm một cái giò lan kiều tím để làm tác phẩm thì đây chính là cái lựa chọn tuyệt vời cho cô chú anh chị ạ. Rất là nhiều thân và đẹp. Với giá chỉ có 170.000 cho một cái chậu kiều tím thái này thôi nhé cô chú anh chị nhé. 170.000 thôi. Chậu rơi từ 6, 7, 8 thân trở lên. Cô chú anh chị trồng 1 đến 2 năm thôi là ra tác phẩm tuyệt vời rồi. Có những cái chậu thậm chí lên đến cả chục thân luôn. Xung xuê cô chú anh chị ạ, rất là nhiều thân. Dòng này thì dễ thuần, dễ chăm và sống khỏe nhé cô chú anh chị nhé. Về cô chú anh chị mà sang chậu một cái trồng chăm sóc là cây to vượt trội hẳn luôn cô chú anh chị ạ. Sang bên này đây là em có hai cái giò dáng hương tam bảo sắc này. Về cô chú anh chị chỉ việc treo và thưởng thức hoa thôi. Một cần hoa tam bảo sắc nở thôi cũng đủ thơm. Cái chậu tam bảo sắc này gọi là chậu số 1 với giá 60.000, chậu số 2 với giá là 100 à đâu, cũng 60.000 nhá. Và bên này đây ạ là những cái chậu cửu bảo tiên ạ. Chưa bao giờ em có một cái lô cửu bảo tiên về nó to và đẹp ưng ý như thế này. Mỗi một cây sẽ dài từ 50 cho đến 60 cm trở lên nhá của chú anh chị nhá. Cây không chỉ đẹp, không chỉ to và đẹp đâu mà còn rất là xanh lá, cái bộ lá rất là to và đẹp. Đấy. Nói chung là đây là cái lô cửu bảo tiên đầu tiên mà em nhập về mà cây to và đẹp bất ngờ như thế này. Mỗi một cây cửu bảo tiên này cô chú anh chị nhìn cho em, như cây này vừa rồi nó cho hai cái vòi hoa. Mỗi vòi hoa dài khoảng tầm 40 cm đúng không ạ? Đấy, một cái chậu như thế này khi mà nó nở hoa có phải là ngắm rất là mê mẩn không ạ? Cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng cửu bảo tiên đây cô chú anh chị nhá. Bông hoa to như cái chén nắc châu và sắc hoa rất là đẹp. Ở bên ngoài nhìn nó còn mê hơn rất là nhiều cô chú anh chị ạ. Đã, và một cái giò cửu bảo tiên như thế này ở bên trên người ta bán live một giò như thế này có vài cây người ta bán hơn 1 triệu. Mà em thấy là cái lá cây này so với cái cây ở đây em đang bán là nó không thể nào mà đẹp bằng nhé cô chú anh chị nhé. Không đẹp bằng luôn, em khẳng định không đẹp bằng luôn. Bởi vì thứ nhất là cái lá của nó rất là thưa và thứ hai là lá nó không to được đẹp bằng như thế này đâu cô chú anh chị ạ. Đấy mà người ta bán giá hơn 1 triệu cho một cái cây cửu bảo tiên như vậy nhé. Đây là một cái giò lan cửu mặt bông cửu bảo tiên này. Nói chung là đẹp. Cô chú anh chị nào đã ngắm thì chỉ có mê thôi cô chú anh chị ạ. Rất là tuyệt vời luôn, mặt bông cửu bảo tiên đây. Và một cái chậu cửu bảo tiên đẹp xuất sắc như thế này, giá ở đây em đang bán chỉ có chậu mà không có cây mẹ con nhé cô chú anh chị nhé. Đây, cây này cũng vừa rồi cũng hai vòi bông đúng không ạ? Không có mẹ con, chỉ có giá 160.000 thôi. Và cây có mẹ bồng con đây ạ. Ví dụ cây dưới này là đang có mẹ bồng con này. Mặc dù cây con của nó cũng chưa phải là lớn lắm đâu ạ. Thì em vẫn bán với giá là 170.000 đó.
cây không có mẹ bồng con nhé là 160 và cây mẹ bồng con là 170. Cái chiều dài em đảm bảo cô chú anh chị là từ 50 cm trở lên cho cô chú anh chị. Đó, và hàng bao chuẩn và đẹp như hình em đang giới thiệu ở đây. Và cô chú anh chị lưu ý cho em là cái chậu cửu bảo tiên nào, mặc dù những cây dài cao như vậy thì cô chú anh chị theo quy luật tự nhiên thì chắc chắn một điều rằng những cái lá bên dưới này thì không thể nào mà xanh mướt được như cái lá trên ngọn, đúng không ạ? Cái quy luật tự nhiên thì những cái lá bên dưới này bao giờ nó cũng sẽ có cái độ vàng hơn. Nên là cô chú anh chị khi mà sở hữu đặt hàng thì hàng đến nơi cô chú anh chị cũng đừng kèo kỳ kèo với em là những cái lá chân của nó vàng rồi cô chú anh chị nhé. Em nói trước như vậy bởi vì là không phải anh chị nào cũng giống nhau, có những anh chị thì cũng có thể là nhìn thấy cây như vậy thì không ưng, có những anh chị thì lại cố tình, đúng nhỉ, cố tình ạ. Đấy, thì một cái cây như vậy nó đẹp như vậy này với giá chỉ có 160 170 thôi, 160.000 cây không có con và 170 với cây là mẹ bồng con của chú anh chị nhá. Giả hạc pháp ạ. Những cái giò giả hạc pháp đẹp mê luôn cô chú anh chị này. Riêng những cái giò giả hạc pháp này với cảm nhận của em ạ, chỉ gần nắm lá thôi em cũng cảm thấy rất là mê. Với những cái thân thuôn dài và mềm mại, rủ rất là đẹp luôn. Đó, thân thê thuôn dài và rất là mềm mại luôn cô chú anh chị nhá. Đây này, chậu thì trên dưới trục thân rất là đẹp ạ. Rất là đẹp luôn, nhìn thân mềm mại rất là đẹp như vậy. Và một cái chậu như vậy trên dưới cả chục thân luôn với giá chỉ có 130.000 thôi. Một cái dòng lan mà nó không chỉ có đẹp mà thân đâu mà còn em còn thấy cảm thấy là cái màu sắc hoa của nó cũng rất là rực rỡ và tuyệt vời như vậy. Còn tiếp sang bên này đây thì em đang có những cái chậu giả hạc Hawaii. Hawaii thì chắc là em không cần phải giới thiệu nhiều một cái dòng hàng. Nói chung là đây là những cái cây gọi là rất là nổi tiếng rồi, giả hạc Hawaii. Trước đây một cái thân giả Hawaii hơn 100.000, em cũng cứ thắc mắc là vì sao mà cái cây Hawaii nó lại đắt như vậy. Tại vì sao đắt như vậy là cái lúc mà em mới tập chơi lan ấy ạ. Cái sau này khi mà được thưởng thức hoa, mùi hương của Hawaii thì em mới thấy rằng là thực sự thì nó đắt là có lý do của nó, với những cái bông hoa rất là đẹp và thơm, sai bông vô cùng cô chú anh chị ạ. Đấy. Và ở đây là những chậu Hawaii này nó đã thắt hết ngọn rồi nên là có thể sẽ nở vào hoa đúng thời điểm Tết cho cô chú anh chị mình luôn nhé. Và bây giờ thì một chậu Hawaii này nó rất là rẻ thôi, cô chú anh chị mình ai cũng có thể sưu tầm. Đây, một chậu Hawaii, chậu này chậu 35 này, sum xuê như thế này với giá chỉ 130.000 thôi cô chú anh chị ạ. Quá rẻ đúng không ạ, quá rẻ luôn, khẳng định cô chú anh chị. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 36 này, 140.000 nhé cô chú anh chị nhé. Chậu 37 đấy ạ, 130 này. Chậu 38 cũng 140 này, dài nuột nà luôn, thân dài và rất là đẹp luôn. Chậu tiếp theo là chậu số 39 ạ. Chậu số 39 luôn. Chậu 39 này em xin phép được bán với giá cũng chỉ có 130.000 thôi. Và chậu số 40 với giá cũng 130.000 này cô chú anh chị này. 130.000 rất nhiều thân. Và chậu số 41 đấy ạ. 41 130.000 và 42 là 140.000 đó, tùy cô chú anh chị. Có muốn chọn cái chậu nào thì cứ báo em nhé. Còn bên này đây sẽ là giả chớp Mỹ. Hàng này thì em bao cho cô chú anh chị rằng là sẽ chuẩn hoa Tết luôn ạ. Chuẩn hoa Tết luôn cho cô chú anh chị mình. Bởi vì là em thấy là hàng đã xuống hết lá như thế này rồi. Có một số cái mắt mắt nụ của nó đã bắt đầu tách vỏ lụa rồi. Đó, cô chú anh chị nhìn thấy ạ. Đây chính là những mắt nụ này. Hàng này thì bảo hành chuẩn mặt hoa Tết cho cô chú anh chị luôn. Giả chớp Mỹ rất là thơm, cánh hoa tím chớp độc đáo đẹp tuyệt vời. Đây cô chú anh chị này, hàng bên em bán thì bảo hành mặt bông cây giống, mà những cái mặt hoa mà em đã bán là em bảo hành cho cô chú anh chị chuẩn mặt hoa như vậy nhá. Sai bông, cánh hoa tím chớp rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Và một cái chậu giả chớp Mỹ này, 2 này, 4 này, 6 thân, đẹp mộng mơ như thế này với giá chỉ có 170.000 thôi ạ, là chậu 43 nhá. Chậu 44 này. 2 4 6 cũng là chậu 7 thân và em bán cũng với giá 170.000 và em còn duy nhất hai chậu chớp Mỹ này thôi ạ. Nói chung là lan ấy thì tùy theo mỗi người một cảm nhận thôi, tùy theo sở thích của mỗi người thôi. Có thể anh chị thấy rằng là cái mặt bông này đẹp, mỗi một cây nó có một cái vẻ đẹp riêng. Còn bên này đây sẽ là trầm cổ này, duy nhất một cái chậu trầm cổ thôi. Chậu này rơi vào đâu đây 8 thân cô chú anh chị ạ. 130.000 cho cái chậu trầm cổ này, rất là nhiều thân. Đấy, mặt bông trầm cổ đấy ạ. Và bên này sẽ là năm cánh trắng họng hồng, đây chậu trầm cổ. Năm cánh trắng họng hồng đây cô chú anh chị nhé. Cái dòng năm cánh trắng họng hồng cũng là cái dòng hoa mà chuyên nở vào đúng cái thời điểm Tết đấy cô chú anh chị. Người ta thường trồng để tạo tác phẩm trong những ngày Tết ạ. Năm cánh trắng họng hồng cái chậu này, hôm trước em tưởng là hết hàng rồi nhưng hóa ra vẫn còn. Cái chậu năm cánh trắng họng hồng này gọi là chậu 33 này, chậu này 4 thân, tổng 4 thân ạ. Có trong đó có một thân bị gập, em bán luôn chỉ có giá 100.000 thôi. Nó bị gập nhưng mà vẫn sẽ cho hoa cho mầm bình thường với giá chỉ 100.000. Chậu tiếp theo là chậu 32. Cái chậu này có hai thân căng mướt, tuy nhiên là hai cái đầu ngọn này bị teo mất một chút xíu này. Nên là đấy, hai thân căng và đẹp như thế này.
Mà tiếc là hai cái đầu ngọn này không hiểu sao mà nó teo đi. Chậu này em bán 60.000 luôn cô chú anh chị nhá. 60.000 luôn để cô chú anh chị vừa ngắm, chắc chắn là hoa vẫn cứ đẹp và vẫn cứ là mầm giống tuyệt vời. À, chậu tiếp theo là chậu 31 ạ. Chậu 31 đây, chậu này cũng là 3 thân cô chú anh chị ạ. Chậu này em bán với giá là 80.000 cô chú anh chị nhá. 80.000 cho chậu 3 thân này. Như là vừa bán vừa tặng luôn, một cái mặt bông rất là đẹp. Và bên này đây sẽ là những cái chậu gian trầm rồng đỏ. Những chậu trầm rồng đỏ cô chú anh chị ạ. Mặt bông trầm rồng đỏ thì có lẽ là trước đây khi mà chơi lan thì nhiều anh chị đều muốn sở hữu trong những ngày Tết đến xuân về đúng không ạ? Mặt bông trầm rồng đỏ đây. Hiện tại thì em đang có những cái chậu này vừa bán giao lưu với cô chú anh chị. Cô chú anh chị, chậu này với giá chỉ 50.000 thôi, chậu 30 nhá. 50.000 tổng 4 thân, có 2 thân bị gập. Chậu số 29. Tổng chậu cả chậu như vậy em bán là 80.000. Và chậu số 28 này, chậu này cũng là 4 thân, trong đó có 1 thân bị gập. Chậu này em bán 70.000 luôn. Gọi là có một tí công để em đóng hàng thôi cô chú anh chị nhá. Chậu tiếp theo là chậu 27 này. Chậu 27 này vừa có cả thân trầm cổ vừa có trầm rồng đỏ. Em bán chậu này với giá 100.000. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 26 này. Chậu này tổng là 3 thân ạ. 3 thân cao nhé, cao khoảng tầm 50 cm luôn với giá chỉ 80.000 thôi. Và chậu số 25, chậu này em xin phép cũng bán 80.000 thôi. Chậu này tổng 4 thân ạ. Hạc vĩ thiên cung lữ bố ạ. Đấy, nhìn cây bé nhỏ như thế này thôi nhưng mà khi mà sổ hoa thì đẹp mê nhá. Thiên cung lữ bố. Đây ạ. Đây là cái chậu mà lèo phèo vài thân em treo ở góc vườn đây. Sau đó nó nở hoa cô chú anh chị nhìn ạ. Sắc hoa nó đẹp tuyệt vời như thế này này. Và đây, mặt bông của nó này, đảm bảo bảo hành mặt bông cây giống. Cái chậu như vậy khoảng tầm trên dưới chục thân cho một giò. Nhìn bây giờ cây rụng lá rồi nên nhìn không có độ sum xuê, nhưng chắc chắn là khi mà nó nở hoa sẽ rất là đẹp. Giá 100.000 cho một chậu. Còn bên này sẽ là những cái chậu đen đỗ úc mắt đen. Đen đỗ úc mắt đen này cô chú anh chị này. Một cái giò đen đỗ úc mắt đen thân mập nú như vậy, chậu trên dưới chục thân cô chú anh chị ạ. Thân căng mướt luôn, đẹp tuyệt vời, nặng chịu tay luôn. Với giá ở đây em đang bán chỉ 100.000 cho một giò. À, 220.000 cho một giò chứ. À, suýt nữa em quên mất giới thiệu đến cô chú anh chị một cái dòng lan mà hoa vô cùng đẹp, dòng địa lan Sato sắc hoa đỏ nhé cô chú anh chị nhé. À, và người ta còn đặt tên cho nó là cái dòng lan hồng tửu nhân tình đấy ạ. Với cái sắc hoa đỏ thắm và đẹp một cách quyến rũ tuyệt vời như thế này, độ bền sẽ trên 2 tháng. Và cô chú anh chị nhìn cho em, những cái cây lan này nó rất là khỏe, nụ nào nụ đấy nhìn rất là căng và rất là mẩy như thế này. Nên là khi mà nó nở hoa ấy, cái bông hoa nó không có bị cụp. Cô chú anh chị nhiều, cô chú anh chị chơi lan Sato nhiều thì biết rồi đúng không ạ? Bình thường hàng hoa Tết em thấy là hoa của nó cứ rủ xuống và nó cụp chứ nó không có nở căng như thế này đâu ạ. Và ở đây thì cô chú anh chị thấy rằng là đây, những cái bông hoa Sato nó nở căng và rất là đẹp như thế này chứ không hề có cái độ cụp một chút xíu nào đâu. Đó là bởi vì những cái chậu lan này nó rất là khỏe cô chú anh chị ạ. Những cái chậu lan thân lá này, nhìn thân lá nó rất là khỏe như thế này và nó không có bị kích nhiều ạ. Nên là khi mà nó nở hoa ấy thì nó sẽ căng nở, gọi là đúng như cái hàng mà tự nhà mình trồng luôn ấy cô chú anh chị, nở căng đúng như là hoa của nhà mình trồng luôn. Đấy ạ, rất là đẹp. Lưỡi nhung đỏ. Khuôn bông hoa tròn. Lưỡi nhung rất là đẹp. Độ bền của dòng này nó phải tầm trên 1 tháng cho đến 2 tháng nhé. Thoải mái cô chú anh chị về thưởng thức hoa trong một thời gian rất là dài. Chậu 3 cần hoa. Em bán với giá là 250.000 cho một giò. Và đảm bảo cô chú anh chị rằng là không chỉ cô chú anh chị mình chơi hoa trong năm nay đâu ạ. Với những cây giống khỏe đẹp như thế này cô chú anh chị về không cần sang chậu ạ. Thì sang năm đảm bảo là vẫn cứ có từ 3 cái vòi hoa trở lên. Đó. Bởi vì nhà em thì thường là mỗi năm ý ạ. Hàng về, hàng Sato về, hàng hoa Tết ấy, không phải lúc nào nó cũng đảm bảo được hết. Nên là có những cái chậu nó hỏng nụ thì em cứ để vậy ra vườn thôi. Vừa rồi em cũng đang bán một anh chị cây ra nụ và bán một cái chậu mà có thể lên đến cả 400.000. Anh chị vẫn lấy đúng không ạ? Đó, bởi vì là cái hoa của nhà mình khi mà nó tự trồng, tự để ở nhà mình ấy, thì cảm giác là hoa khi mà nó nở nó sẽ căng và rất là đẹp hơn. Cái chậu này thì em thấy là nó không khác gì cái hoa của nhà mình cả, rất là căng và đẹp như vậy. Và bên này đây thì em đang có một cái chậu cẩm báo này cô chú anh chị này. Một chậu cẩm báo cây rất là to nhá, xanh mướt vào cái bộ rễ phát triển dài đẹp. Chậu này em xin phép bán 100.000. Chậu này thì có 3 cây nhưng mà một cây hơi vàng lá. Còn bên này đây sẽ là cái chậu số 11, là một cái chậu cẩm dáng hương đuôi cáo. Chậu này đâu đây, sum xuê vô cùng luôn. Cái giò này mà đến mùa hoa nở thì đẹp thôi rồi ạ. Cực kỳ là sum xuê và đẹp như vậy. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 250.000 cô chú anh chị nhé. 250.000 thôi ạ. Một cái giò lan quá đẹp ạ. Rơi vào 2, 4, 6, 7 cây hay sao ấy ạ. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 12. Chậu này là 4 cây lá xếp đẹp thẳng tắp như vậy. Với giá em bán 220.000 ạ.
220.000, à không phải 220.000 mà là 240.000 cho chậu này nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là chậu 13. Cái chậu này em bán 200.000, chậu này 4 cây cô chú anh chị ạ. Và chậu số 14 này, chậu này cũng thân lá rất là đẹp luôn. Đó, chậu này xin phép được bán với giá là 230.000 cho chậu này nhá. Và bên này sẽ là những cây lan hài gấm rất là xinh đẹp luôn đây cô chú anh chị. Hoa cực kỳ là bền, những bông hoa hài gấm đấy ạ. Hoa rất là bền, chậu này thì đang mèo nụ này. Và chậu hài gấm này em gọi là chậu số 15, em bán với giá là 110.000 cho chậu hài gấm này. Và chậu số 16 này, chậu này thì cũng đang có mèo nụ thôi nhá cô chú anh chị nhá. Hình đâu đây, hai mèo nụ 100.000 luôn ạ. Và chậu số 17 với giá em cũng bán là 100.000 cô chú anh chị này, chậu nào cũng đang mèo nhá. Chậu số 18 cũng với giá 100.000 luôn ạ, đang mèo đấy ạ. Chậu 19 với giá cũng 100.000. Và chậu 20 cũng với giá 100.000 ạ. Và bên này thì em đang có một cái chậu mốc hồng duy nhất đã trồng thuần sẵn rồi, nhìn cây rất là đẹp, rất là xinh. Ồ, cây này hình như đâu là không biết là có phải mèo hay không. Cái chậu này em bán 100.000 nhá. Đấy, mốc hồng 100.000, nói chung là hàng thuần rồi ấy, thì nó so với cả cái hàng mà chưa thuần thì nó sẽ đắt hơn khá là nhiều. Đấy, còn nếu mà cô chú anh chị mà muốn tự trồng ấy thì cô chú anh chị mình có thể lấy hàng này này về tự trồng 45.000 thôi, về gót mỏi tay luôn cô chú anh chị nhá, được cả chục chậu luôn ạ. Bên này sẽ là những cây lan trầm rừng này cô chú anh chị này. Những cái chậu trầm rừng đây, một chậu như vậy rơi vào 4 thân, 3-4 thân trở lên. Giá chỉ 90.000 thôi, là hàng chuẩn trầm rừng đấy nhá. Thuần sẵn trong chậu rồi, về cô chú anh chị sang một cái chậu khác là được, một cái chậu đẹp mê luôn ạ. Mật ong khoái cô chú anh chị này, mở nắp ra là thơm nức mũi luôn. Cô chú anh chị nhìn, em sẽ múc lên mật ong khoái đây lên, hàng nguyên tổ nguyên sáp này. Cô chú anh chị này, em sẽ múc lên như thế này để cô chú anh chị có thể nhìn và cảm nhận cái độ ngon tuyệt vời của cái lô mật ong khoái này nhá. Vàng và trong vắt đặc sánh luôn cô chú anh chị ạ. Vàng trong vắt và đặc sánh luôn nhá. Cho cô chú anh chị nào đang cần sử dụng mật ong cho người thân và gia đình đấy ạ, 1 kg mật ong này em xin phép được bán với giá là 200.000 thôi cô chú anh chị nhá. Nói là cả sáp, tuy nhiên thì cái sáp nó cũng rất là ít thôi, cô chú anh chị lọc rất là dễ dàng, đặc sánh luôn cô chú anh chị ạ. Ở trên em mấy mùa này đang là mùa khô, mùa lạnh và rất là ít mưa, nên là cái mật ong về nó rất là đặc như thế này, đặc sánh luôn cô chú anh chị ạ. Nhiều cô chú anh chị có thể tìm hiểu cái giá của mật ong khoái trên thị trường, nhiều nơi người ta bán lên đến 300.000 luôn, thực sự là đáng sợ luôn. Không biết là mật ong ở người ta xịn như thế nào. Đấy, mà chưa chắc là cái hàng hàng đến 300 chưa chắc nó đã chuẩn hơn cái mật ong của nhà bên em đâu cô chú anh chị nhá. Đảm bảo chất lượng cho cô chú anh chị mà giá bao rẻ. Này thì em đang có rất là nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan này. Vỏ thông em có đủ size luôn, 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn, đồng giá 20.000 cho kg. Rêu rừng 50.000 cho 1 kg. Duy xanh thì 50.000 ạ, duy xanh 50.000 á. Atonic 12.000 cho 1 gói. Và hùng nguyễn 25.000 cho 1 lọ, 50.000 cho 1 cặp. Dưỡng chất AB, dưỡng chất AB 85.000 cho 1 lọ. Xúc thai, hormone tăng trưởng 50.000 cho 1 lọ. Siêu da dễ N3M với giá 30.000 cho 1 lọ. Điền da mị tiến 40.000, điền da sẹo đen là 50.000. 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát, đồng giá 30.000. 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000. Kim Kim Bun đặc trị thú nhũng 25.000 cho 1 gói nhé. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi ạ. Và phân bón chùn quế nguyên chất, dòng phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân châu, đỗ tương, đã ủ men vi sinh và ủ kháng nấm trong 1/2 tháng. Một sản phẩm này bán với giá là 35.000 cho một túi. Một cái sản phẩm này nói cực hoàn hảo luôn, bởi ngoài phân châu thì còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa, cung cấp giá trị dinh dưỡng tối ưu ạ. Bên này thì em vẫn có những cái giọt tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng nhé. 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt, với giá là 40.000 cho một lọ cô chú anh chị. 40.000 cho một lọ. Và cô chú anh chị biết rồi, những cái giọt tinh dầu hồi này có thể đem lại những cái tác dụng rất là tuyệt vời. Từ cái cánh hoa hồi người ta có thể cho vào món ăn, tạo hương vị, tạo độ ngọt đúng không ạ? Rất là tốt đối với sức khỏe nữa. Chính vì vậy, và những cái giọt tinh dầu hồi ở đây em đang chiết xuất từ những cánh hoa hồi, đảm bảo cô chú anh chị rằng sẽ mang đến cho cô chú anh chị rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời, và đặc biệt là cái mùi hương của nó sẽ giúp cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn, an thần tuyệt vời ạ. Cô chú anh chị có thể một lần thưởng thức cái mùi hương tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng đi ạ, để cảm nhận cái sự thư giãn tuyệt vời mà cái mùi hương tinh dầu hồi này đem lại cô chú anh chị nhé. Với giá chỉ 40.000 cho một lọ thôi, dùng được cái thời gian rất là lâu. Để em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay mà bên em đang có. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi, xin phép em được dừng clip ở đây. À đây, em quên mất là em đang còn có hai cái cây đai châu Thái. Cây này bản lá rất là to này cô chú anh chị này, bị hỏng mất một cái lá rất là tiếc luôn. Đấy, bị gập mất một cái lá này, hôm nay em bán rẻ cô chú anh chị nhá, 120.000 cho cây châu to bự này, cây châu Thái nhá. Hình số hình tiếp theo là một cặp đôi gồm có hai cây, em để giá 100.000 luôn cô chú anh chị ạ. Hàng hai cây lỗi ạ, rất là rẻ như vậy. Em xin phép được dừng clip ở đây, cảm ơn cô chú anh chị ạ.